nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã đến thăm chúc Tết và tặng quà Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và giáo sư Sơn Quả xã Phong Sơn, huyện Phong Điền đến thăm trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh lãnh đạo trung tâm đã báo cáo nhanh tình hình hoạt động trong thời gian vừa qua theo đó như phối hợp tốt với các đơn vị liên quan đến công tác tiệm nhân quản lý nuôi dưỡng phối hợp điều trị và phục hồi chức năng cho người khuyết tật thần kinh tâm thần tiếp nhân quản lý giáo dục chữa bệnh cai nghiện và dạy nghề cho đối tượng ma túy được thuận lợi hơn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương ghi nhận biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của Trung tâm Bảo trợ xã hội trong năm vừa qua và chia sẻ đồng viên với tập thể lãnh đạo viên chức, người lao động tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, đoàn kết chăm lo tốt hơn nữa cho các đối tượng. Thăm chúc tế tài giáo sư Sơn Quả, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương gửi lời chúc mừng đến Linh Mục và bà con giáo dân, đoàn tết vui tươi, đầm ấm, an lành và hạnh phúc. Chủ tịch tỉnh mong muốn thời gian tới, giáo sư Sơn Quả tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, văn hóa văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Chiều tối cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã đến thăm chúc tết đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ủy ban Nhân dân xã Phong Sơn, xã vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Chủ tịch tỉnh mong muốn xã Phong Sơn tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống vùng quê cách mạng, vượt qua khó khăn đẩy mạnh phát triển sản xuất trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó lưu ý triển khai đồng bộ các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp Tết Nguyên đán sắp tới.